Mày thấy ghế bay chưa? Thấy thấy ghế lủng lẳng rồi, nó lên ghế là ngồi. À, ủa? Bay cái chảy kia, bay cái kia. No, trò má rồi, bay dí rồi, hú hồn chim én. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Mia. Thì hôm nay mình Vami sẽ chơi Roblox Bedtime. Đây hiện tại là như hôm qua là khi sau khi bị mắc kẹt ở cái quốc lộ xa lộ 66 thì mình và Bobby cũng đã cuối cùng cũng tới được nhà bà ngoại rồi. À. Tính là nhà ngoại xa ghê luôn, phải băng qua sa mạc quốc lộ tới luôn, nguyên một cái khu rừng nguyên sinh trà bá lửa luôn mới tới nhà ngoại trong đây. À, đây đây bà ngoại đang đứng ở đằng trước nè. Ơi kia kia, mày có thấy câu chuyện này nó hơi giống giống không kìa? Giống gì cụ? Nhà bà ngoại trong rừng đi ngang qua bị sói nó dụ dỗ, hôm qua mình cũng bị sói dụ dỗ luôn á. Giống như em bé hoàng khăn đỏ ấy. Cô bé hoàng khăn đỏ. À tao là chàng bé hoàng khăn xanh. Vãi nồi, chàng kia ABD. Mày là cô bé nón đỏ. À ngoại nè đó, thấy ngoại đẹp trai không? Có lộn ngoại đẹp gái. Thấy ngoại dễ thương không? Ngoại đẹp lão nè. Ê mày, ngoại cũng có mấy cái đồ búi tóc quăng giống cái bà lễ tân nè. Ông luật sư. Hả? À, đúng rồi, nhưng mà ý là cái bà này nó cũng khác. Hai bà, nhìn bà uống xong bà táo rồi, còn bà kia là bà đang trong giai đoạn uống. Còn đây là uống xong rồi. Ê mà tính ra nhà bà ngoại bự ghê mày. Ồ, ngoại có nguyên vàng mới tính hai màn hình luôn mày, dữ không? Spongebob kìa, con bé bọc biển nè, ra coi phim hoạt hình nè. Phim có luôn hả? Trời, tính ra ngoại cũng làm youtuber luôn mọi người. Spongebob. Không biết chứ đâu có coi đâu. Châu cha quốc hai cặp loa, quốc cặp loa trà bá hai bên ghê thì chứ. Ngoại thì chắc chơi dữ lắm nè. Volume là chắc là nó bay đang ngồi ghế bay bật ngửa ra dính tường. Biết ngoại nói sao không? Trời, ngoại ở trong rừng mà con đâu có hàng xóm xung quanh đâu sợ phiền ai đâu. Mỗi lần ngoại con mở nhạc là mà quốc mát. Bum 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 bum. Đúng rồi, mày ngó thử xung quanh coi có nhà nào không, biết liền. Và thấy xung quanh toàn rừng không mà ngoại chơi lớn dễ sợ. Ngoại còn sắm ở đây là ê kia vô phòng nè kia. Ngoại làm bánh cookie kìa. Đâu, bà làm gì đâu? Ngoại đang mang ra cho ăn nè. Ủa đâu làm nhanh vậy, mới vô bếp đi ra liền ghê vậy. Trời, nấu nãy giờ rồi, giờ vô lấy thôi. Đó nè, không có miếng bánh trong tay liền nè, thấy không? Trời đất ơi, ok ăn nè cô. Cái bánh nó nhìn quen quá hả? Dạ, có cái nhân với bì mè đó. Cookie đó. Nho khô, đúng rồi, có nhân nho khô. Đó là nhân sô-cô-la mà. Đâu, tao thấy mấy cục giống như nho khô vậy ba. Sô-cô-la nó cũng ra màu đó mà. Coi chừng ức mũi khô nha. Ê bà đâu chơi dơ giống mày nè. Ai biết được. Ôi hình như thằng này nó đang có cái vấn đề gì đó. Nó đang hỏi bà ngoại cơ. Nó hỏi mà nó chui đứt cho mặt bà ngoại, thằng này mất nết vậy. Ê tao mới là người có vấn đề đâu phỏng. Có bị nết. Nó bị ăn trúng đậu thúi. Đậu phộng. Ăn tao bị dính đậu phộng. Trời, bởi vì ai mà nói từ đậu phộng là tao bị dính à. Mày là chuyên gia đậu phộng, hàng gì ăn dính đậu phộng, đúng rồi, cho ráng đời. Ê bà ngoại bà thương con ghê á. Bà bỏ con chút xíu đậu phộng mà. Gì allergic to bennett hả? Có bị dấn với đậu phộng. Vãi đầu thì ra cái cục đó là cục đậu phộng chứ không phải là cục nho khô. Như không. Ồ, look for medicine. Ok, đi kiếm medicine. Đi kiếm đi, không có chết á. Đang kiếm ga ơi. Bình tĩnh, đừng có run. Từ từ thôi nha. Đó, find the medicine kìa, còn 29 giây để tìm. Tất cả tập trung đi tìm medicine cho bạn. Lụ đạn nhanh vậy. Trong phòng bà ngoại không có. Kiếm ra rồi kìa, uống vô đi cô. Hên quá. Hồi nãy tao mới vô toilet luôn, tao không thấy mà thanh niên nó chạy vô thấy là thế nào. Hey kid, the best time, go to spare bedroom, đi ngủ má ơi. Ê, ngoại, con, bà ngoại nhớ nha, con là bị dớm chứ đậu phộng nha. Bởi vậy okay. Đừng có làm đậu phộng cho con ăn nữa. Để ăn, ngoại nó tối ăn bơ đậu phộng trước khi ngủ kìa. Ở đây đi ngủ kìa, đi vô ngủ nè, nhanh. Ê mày trời còn sáng chân mà ngoại cứ ngủ không mày. Trời tối rồi mà. Tao mà ra ngoài mày nhìn trời sáng chân rồi à. Hay sao trời sáng chân mà sao làm gì bà ngoại cứ đi ngủ sớm đi trời. Chắc ngoại bị liệu á. Sleep thai rồi á. Thôi kệ đi ngủ cho ngoại vui. Đâu, tao nghĩ là chắc... Trời chắc đi ngủ. Ủa gì kì vậy? Không, chắc ở trên rừng ngủ sớm ba, tại trên rừng nhìn sáng vậy thôi chứ 6-7 giờ tối rồi ba. Trên rừng, trên rú, ăn cắm sú, cắm heo. Thôi tính là mày mới ăn cắm sú nhân đậu phộng luôn hả? Kìa, đã nói là bị dính với bơ đậu phộng mà không? Ủa, ê, trời tối rồi nè. Thì tối rồi đó. Ê, kìa, mày đóng cửa làm đâu vậy, tao đứng trong đây nè. Đóng cửa hộ, ủa cái gì vậy? Ôi, ngoại cúp điện hả ngoại ơi? Mày bị động đất á. Hồi nãy mới nghe rung chuyển. Ủa tao nhớ ở bên Nhật mới động đất mà sao Việt Nam cũng động đất đó ba?
Âm gì cũng có mày. Ôi trước Hà Nội bị động đất kìa. Có luôn hả? Thông cảm tôi ở Sài Gòn mà. Mày nó không đọc báo rồi. Bởi khổ lắm. Có âm thanh gì á? Ủa này có cái động đất không vậy? Sao âm thanh gì nghe nó lạ quá. Ê lên, lên tủ đứng đi, lỡ mà nó có động đất nó có sụp á thì mình té xuống cái tủ mình không chết. Ừ té xuống cái tủ đè lên mày mày chết. Đó mình đứng trên cái tủ cái là mình đè lên cái tủ ba. Ui ra đây ra đây ra đây ra đây nhanh 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 nhanh. Vậy 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 vậy. Ngoài kia. Trời lũ đạn. Ngoài biến thành The River Flash rồi. Ô lộn. Trời ôi, cái ngoài làm gì miệng hết hồn vậy? Ai có cái cười cứu hồn. Ông ê mày cho ngoại ăn gì mà ngoại cười hí hí ghê vậy ba. Không giống phù thủy quá vậy. Ê có khi nào bà ngoại là Rennie không? Ôi dám lắm bãi với mấy chị em của Rennie hay gì á mọi người. Ôi bị Rennie à. Nhặt rồi. Giống như Rennie nhớ hai đứa mình á kêu Rennie và mì ơi lâu quá xong tới thăm ngoại con. Ngoại nhập vô bà ngoại để gặp con nè con. Con có nhớ ngoại không con? Are you okay? Ê mày lại gần đi, tao không dám lại gần luôn á. Ở cái ghế bay luôn kìa. Đâu 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 đâu. Mày thấy ghế bay chưa? Thấy thấy ghế lủng lẳng rồi, để tao lên ghế tao ngồi. À, ủa mày cái chạy kia, mày cái chạy kia. No 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 no. Trời má ơi, ba dí rồi, hú hồn chim én. Hú, chạy 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 chạy. Ê, nó không được. Ok lên được rồi. Ủa, lên, lên, ok lên được rồi, má ơi mừng quá trời đất ơi. Mới vừa chạy lại ngồi thử ghế bay, ai ngờ bả quay lưng lại, bả cạp. Trời má ơi, hú hồn chim én luôn. Ủa, có mất máu gì vậy? Chưa có thanh niên đứng kế bên tao chạy không kịp nên bị cắn chết, còn tao tao chạy kịp. Chú còn có 4 mạng gì chú, cho hồi nãy đi 12 mạng giờ còn 4 mạng à. Trời tới ra ngoài ăn thịt hết mấy người luôn rồi. Ủa vậy tính ra tao với mày lên nhà ngoại vượt qua bao nhiêu sóng gió sa mạc này nọ rồi cuối cùng lên cái đây cũng bị ăn thịt là sao trời. Rồi bởi vì mấy người kia nói đi với mày xui, đúng là xui thiệt. Liên quan gì ba, đi với mày xui có mày rủ tao về thăm ngoại mà. Ủa, trời đâu phải rủ đâu, cái đó nó là hè rồi tao với mày đã quyết định đi về rồi. Mày rủ rê tao mới quyết định đi chung với bộ. Ủa, thì đâu cũng là quyết định của mày. Ờ, mày bởi vậy ngoại tao bị yêu quái nhập mà thằng quỷ kia nó vẫn có nụ cười trên môi. Ê, 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 ngoại ê, ơi, đi đường này ngoại ơi, hướng bên đây nè. Ê, mày dụ bãi ở đây chìa ba. Ở nè, bên đây, trời đi góc lắc nữa sợ ngoại thiệt chứ, bên đây nè. Đúng rồi, qua đây dưới bồn cây rồi, đúng rồi, qua đây nè. Đi vô phòng, vô phòng đóng cửa lại, nhanh 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 nhanh. Bỏ tay lại bọt kìa. Gì? Nó ghi kìa. Hả? À? Tao mới thấy ba bỏ tay lại bọt, cái ba xoay người, cái biến thành một bóng, cái ba biến mất tiêu luôn. Làm mày làm tao hú hồn mày quý già. Mình phải có một chút đó gì đó cho nó sợ sợt chứ. Ủa vẫn chưa sáng à. Mới đóng xuống cái cửa mà đòi sáng. Oh, what just happened? Ủa chị thế ra vậy? Kia nó tự hỏi, tự nói, tự trả lời luôn. Ê hay là tám mày đập cửa sổ ra ngoài đứng nha ba, chứ tao ở trong mày tao ớn mày ghê luôn á, tao sợ ba dí á. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải thoát ra khỏi cái chỗ này. Ừ. Bây giờ thoát là bằng kiểu gì không biết. Đây có cửa sổ nè, giờ có cái gì không, có cái gì mà mềm mông lót vô cái tay đập cái cửa. Ở đây có nhiều cái chỗ để đập lắm, cần gì phải lót cái tay chứ, ví dụ như cầm nguyên cái thùng rác để đập chẳng hạn, thấy không? Có gì đâu. Trời mày cái lầy vậy luôn á hả, mày là cầm thùng rác mà đập kiến hả ba? Ủa thùng rác tao thấy bằng inox mà. Có luôn hả? Ừ không thì chậu cây ở đây nè, một đống nè. Cầm làm đi kìa, làm liền đi. Làm được làm liền luôn á. không mày đứng im đi để tao cầm hai cái chân mày tao đập vô. Hình như là không? Chỉ có duy nhất là cái cửa này là mình có thể đi ra được bên ngoài thôi chứ còn hình như là hết rồi. Ok. Tao mở cửa rồi nè, ra đi cu, thấy chưa? Tao lấy tay tao đấm á ba. Mày đập cái gì mà nhanh dữ vậy trời? Lấy tay đấm. Tao dùng One Punch Man của Saitama. Hai bầm nát cái cửa kiến. Ui, tay mày cũng nát luôn. Tao chét máu người mày nè. Ờ, tao chét. Ôi, chét. Nhưng mà ra đây rồi làm gì nữa? Bây giờ leo hàng rào. Không biết bà cái đó. Ôi, mày kêu. Ôi, bà kìa. Ôi, mày kêu. Ngoại ơi, ngoại. Ê, tao mày đọc thần chú để cho bà Rennie bà thoát ra khỏi hồn bà ngoại đi. Ôi, trời ghê quá mày ơi. Ôi, bà ngoại ơi, quay về ngoại ơi. Ôm bà la, ôm bà la, ôm bà la, cắn kè, đừng cắn vào mì. Ôm bà la. Cầm là câu thần chú, tao lao giúp mà mình nghe luôn. Ôm bà la, cắn kè, đừng cắn vào mì. Ôm bà la, thịt kè, ngon lắm nha bà ngoại ơi. Ô, tao leo lên cây được rồi nè. Tụi mày lên được 2 giờ 3, đợi coi chứ. Lên đi. Rớt cái bịch rồi. Trời đất ơi. Ok, lên được kìa, đó. Hai thằng đứng ở đây núp bà ngoại. Hai thằng kia liệu có lên được hay không? Chết thật hình vạm vỡ của mình. Ô, anh ấy rớt rồi. Ô, bà ngoại nói gì kìa. Tới giờ đi ngủ rồi. Vậy có nên nghe lại không? Thôi, bà đã chót, ai dám nghe bà kêu đi ngủ để lát bà cắn mình đó bà.
bà sẽ chui trong giấc mơ của mày, bà sẽ hãm hại mày trong giấc mơ. Trời đủ đạn bà nhốt mày luôn rồi, bắt cái tới giờ ngủ. Không lẽ bà bắt mình ngủ vô kho ngủ hả? Không, có nghĩa là có vẻ như hồi nãy là bà thôi miên mình, sau đó là mình buồn ngủ quá rớt từ trên cây rớt xuống bất tỉnh. Vãi nồi, bà... vậy là bà nhốt mình vô đây rồi. Cái rồi xong bà bắt ba thằng bà bỏ vô cái hầm gì nè. Thôi kiếm đường đi ra đi ba, hai cửa đều đóng hết rồi, giờ sao giờ đi giờ? Ông không biết nữa, bây giờ bà đang ngó xung quanh mấy cái thùng này. Thấy không? Bây giờ bà hỏi nè, hai cô bay có nhớ cái chuyện gì đang xảy ra không? Nhớ chết liền luôn á, đang đứng trên cây đang nói chuyện mày, tự nhiên cái đang ba la cái tự nhiên vô đây luôn. À xong giờ ngu người cả ba luôn, biết làm gì nữa. Bây giờ à, mày nhớ kìa, cái mày nói grandma đang cố gắng với chúng ta cái điều mà ai cũng biết. Cái điều ai cũng biết luôn á ba. Mày nói câu nào nó còn dễ dàng hơn không? Ủa mày cũng vậy luôn kìa, we got to get out of here, ai không muốn ra khỏi đây ba, nói câu chất quốc. Ủa tính là trong đây toàn thanh niên nói chuyện chất quốc không luôn á. Nói chuyện trong chuyện. Ủa cửa mở nè. Nói chuyện mà không có đường đầu luôn. Ê ra cửa mở ra kìa. Cái này là gì đây? Ý cái này giống mê cung vậy? Ờ à, ê đi đường nào giờ ta? Ha ha. We got a path to escape. Ok. Đi bên phải nè. Go. Đây ở cái đường bên đây coi. Ủa mày đâu rồi? Đi hướng bên đây. Ủa mày đi hướng nào vậy? Tao đi cái đường mà quậy phải xong quậy trái đó. Tao đang đi thử cái hướng bên phải bên trái, tao đang đi thử theo lối mòn ra được không? Ôi tao không thấy mày luôn á. Ồ có vẻ chưa cục. Có vẻ chưa cục. À dù và mi thui. Ủa sao cái đường ở đây đúng rồi ta, tao nó không cho ra ta. Nè cái đường bên đây nè, nó đã quẹo đây tới nè, chắc phải chưa mở cửa hay sao mày ơi. Mày thấy cái tường nó khác với mấy cái tường kia không? Này cái mấy cửa vậy? Vậy là đường khác rồi, đường khác rồi, không phải đường này rồi. Mày tạo ra đi với mày hồi hóa ra là trời ơi, cái tường hồi nãy có cái cổng rõ ràng lát mà đi hầu mày cũng tới đó, nó bà ngoại bà mở cửa mà ba. Ngoài bà mở kiếm cửa đường á. Bà ngoại bà không ngờ. Tại bà không ngờ là mình kiếm đường lẻ tới vậy. Trời ơi, cái thanh niên này ngồi kẹt đầy nãy giờ. Rồi ok đi theo đi. Sao mà cái đường đi gì đâu mà khó khăn dưới. Có cái nào nó dẫn mình vô cái cục không mày? Y luôn thấy chưa? Lũ đạn anh điên. Đứng vô tường núp đi chứ. Cái thằng quỷ kia rồi, tao đâu biết đâu. Tao nghĩ là cái đường hồi nãy với bà ngoại mới chưa kéo ra kéo á. À. Rồi trái phải thẳng. Rồi nó cục là nó cục rồi chứ làm gì mà có đường đi nữa. Ủa vậy? Cái đường là cái đường nãy mà. Nguyên cái đường bên phải là bao nhiêu là mắc mất biệt luôn, vậy có được nguyên cái đường bên này nữa mà mình đi thôi. Rồi ok đi thử được. Chia đi Bobby, chia đi, coi đi bên này cho mày đi bên kia đi. Chia ra. Ok chia ok ra, ok. Chế vẫn đang đi. Chú cho đi hay quá, vô ngay đường cục luôn. Thấy ho thật. Rồi ok, tao đang đi tiếp đây, hiện tại chưa thấy đường cục. Ô, má ơi, vô đây đó còn chia ra là mấy đường nữa, thật thiệt tình. Trời, tao đi, tao gặp mày luôn nè ba. Thấy luôn á. Tao nói rồi, đi lại cái đường hồi nãy đi. Đường cục, đường cục. Trời lụ đạn. Tại hồi nãy biết sao mấy cổng bên đó tao thấy có cái tường nó khác hẳn hoàn toàn, tao nghĩ là cái đó là một cái cơ quan đó ba. Trời ơi. Đâu hả? Thấy cục bắp không? Cải, ủa, mày đâu rồi? Cải, toán thiếu hóng giờ. Rõ ràng cái đường đó luôn á, kỳ cục ghê luôn á. Nè mày nói, đường sau lưng nè bà. Rõ ràng cái cùi lôi. Đó, cái tường hồi nãy nè, đứng ở đây có cái tường nó che lại nè, nhớ không? Y luôn á mọi người, đó cái tường ngay đây nè, nó che lại cái tường sắt nè, bả chưa mở cửa thôi á. Giống vậy nè, đó cái tường. Ủa, lấy cái nào được? Ủa, sao tao nói chất quốc rồi vậy? Tao đi ba, tao thấy mày cào lao lắm luôn rồi đó. Mình phải tự tin lên hiểu không? Để cho ngoại bả nghĩ mình không có, bởi sao mình thì mình mà quán là mình sẽ bị quýu. Đi kìa cu. Giờ đi hết rồi đó, giờ còn có hai mạng với tao của mày thôi đó. Ủa? Mạng này mà chết nữa là ủa, khứa kia đâu rồi? Ok, cẩn thận nha. Trời ơi, hai thằng nhảy cùng lúc chóng mặt mày, tao đi trước đi ba. Trời ơi, má ơi, ngoại chơi lập bẫy gì mà hai thằng nhảy như thánh vậy? À. Này không làm khó được đâu ngoại ơi. Ôi, ui, ui. Rồi, xong lụ đạn. Vãi nồi thật. Em mới tao mới về đó không không làm khó được cái mày chết ngắt một thứ gì á. Phải nồi được. Ê còn 14 ngày nữa, nhanh. I'm coming. 10 9 8 7 rồi mày không kìa mày chết nữa nè. Đáng lẽ nên tao đang chết nữa. Lũ đáng. Phải nồi được.
À, ủa mày đâu rồi? Đây, tao đang hồi sinh lại đây. Trời, tao mé tin là cái lỗ đó tao chưa bị lọt luôn á. Phái nồi được, hờn. Hờn cả thế giới luôn, mới ghê. Thiệt ơi. Ăn nó rớt hai lần mới mắc cười. Hờn dễ sợ. Đi cà cu. Rồi, ủa chua cống nó chua hầm nữa hả? Tụi ổng thông gió thôi chứ không phải chua cống nữa. Này cái máng sói nè. Ôi, ôi, có hùi vậy. Lên trên cao nè cu, lên trên cao nè. Ôi, thường mấy cái dòng lên trên cao này hay có nước ngập lắm nè. Tao nghĩ vậy đó. Để tao nhìn thử thôi. Ui, có thui luôn mày, trên này có thui luôn á. Ờ, tao lên đây tao hết thấy đường rồi. Có một đạn đúng có thui luôn á. Hồn bén chết. Ồ, ê, ê, à, nước lên này cu, nước lũ dâng cao. Nước lũ dâng cao. Thôi cá lên rồi nên là lũ nó không lên được đâu. Trời ơi, có một cá hồi nãy rồi bị hụt chân còn qua bên đây gì mà nó dễ nhảy dữ vậy. Lũ cao mày còn có một còn có 40 giây lận mà cao với mày đã lên cái trên này rồi. Chẳng có mấy tao mày nhảy xuống lên lại đâu. Cởi 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 đồ ra nhảy xuống tắm đi. Ừ có lý á. 2 3. Nhảy đi, nhảy đi. Nè tao mày nhảy luôn không? Rồi nhảy nha 1. Ha. Gì vậy ba mày cho nhảy khô qua đứt chỗ này. Cao đứt okay. Này mà mày đứng cái chỗ kia mày ăn rồi. Gì khô vậy? 1 2 chơi chơi kỳ vậy, chơi kỳ vậy, đếm xong bỏ chạy là sao? Còn bao nhiêu phút không? Bao nhiêu giây đâu mày chơi, mày nhảy xuống là làm sao tao cứu mày kịp? Ba cái đồ quỷ nhảy xuống là chết thôi chứ cứu bà gì nữa. Thì mày đúng là tao định cái mệnh cuộc đời luôn á. Mày làm như mày có một cái đôi tay dài tới nách để mày kéo xuống dưới vậy. Tao làm như tao là One Piece, tao là Luffy. I can believe we are small true. Tao không thể tin được là chúng ta đang ở dưới đây. À giờ làm sao mở cửa đây, có tu quan này không? Ủm bà là vừng ơi, hãy mở cửa ra. Nó nói mà không bao giờ lên được. Mày nghe tao nói nè. Vừng ơi, mở cửa. Đó, trời này đóng cửa ba này, vừng đóng cửa ba rồi xong bây giờ vừng mới mở lên lại nè. Mày bớt tao lao đi nãy mày mở cửa. Dạ. Nãy vừng đóng rồi giờ vừng mới mở nè. Đây là gì? Ủa, cái cửa bị khóa rồi. Có lỗ đi bên đây mà nó lấy gỗ nó che nè mày ơi, lấy gỗ nó ra đắp lại rồi. Là phải tìm một cái gì đó. À, đúng rồi, nó nói là ta nói là cần phải tìm một cái gì đó để đặt cửa nè. Có không? File X. Nó nằm đây nè. Đâu vậy? Này trong hốc nè, dựng đây nè. Đó, thấy chưa? Chà. Châu cha, trời nó tối thui luôn, nó cùng màu luôn á, nhìn chả thấy luôn á mày. Thiệt luôn á, làm ta đi tìm như một thằng điên nữa, rốt cuộc nằm ngay chỗ đó. Rồi, ok, mở ra thôi. Đọc thần chú tiếp đi cu. Will ơi, hãy đập nó đi 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 đi. Mày đi tới đi, ngày nào đóng cửa đi. À, trời ơi, chẳng không tội nghiệp nhỏ. Nó đi mấy ngày luôn mới mất cửa. Ôi cái vậy. Ồ, chào bác welcome mình nữa kìa. Ông bưng. Ta mày bả ngồi cái chân không thấy cái chân đâu, thấy cái váy đây hồi lùi ghê mày. Thì chứ. Đây mặt, đây khuôn mặt của bả bị gì á? Bà cứ há mỏ ra chứ mi. Oh my god. Ăn đi nè. You are back home, trời lụ đạn mới cho mình đi vòng vòng hồi về lại nhà của bà. Mi khuôn mặt này là khuôn mặt của Rennie nè. Phố ôm. Đúng rồi, mày để ý cái hàm răng đi. Ê, có đó cái môi của bà đó bà. Không hàm răng mà phải môi. Cái môi, cái đó hai cái môi đó, đôi môi dày mũm mỉm đó. Đâu cái đó răng nè, mày. Cái môi màu đỏ, cái môi màu đỏ răng có màu đen á ba, ăn trầu nhiều răng đen ba. Ủa đâu, tao thấy sao mày liên tưởng, tao thấy nó lạ quá vậy. Mọi người thử comment coi đây là môi hay răng. Ừ, các bạn comment thử đây là môi răng chứ mình thấy giống cái môi đang hả miệng đó mọi người. Còn bà ngoại ăn trầu nhiều nên môi bà ngoại rộn răng mà bị đen á. Hay là trên này nè. Ủa bác cười kìa. Bác cười mỉm nó mới ghê chứ, cười với bị hi hi vậy ba. Ngoại ơi, không mấy chả về nhà. Ủa, rồi bị ngoại nhốt luôn rồi. Ừ, nói chung là cũng còn bị bắt cóc đó. Thầy. Thôi. Vậy là ok, vậy là phải chờ qua cái tập tiếp theo để xem tụi mình thoát khỏi ngoại như thế nào các bạn ha. Thì ok các bạn thích video này nhớ lại cho hai đứa mình một like một share và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Và hãy cùng đón xem tập tiếp theo của tụi mình thoát ra khỏi nhà và ngoại như thế nào các bạn ha.